Hơn 90% đồ ăn của 4.500 du khách Ấn Độ tới Việt Nam đều mang từ Ấn Độ sang và đều là đồ thuần chay. Theo báo Dân Trí, 4.500 khách thuộc công ty dược phẩm Sun Pharmaceutical của tỷ phú Ấn Độ đã đến Ninh Bình du lịch. Sau khi tham quan di sản Tràng An, đoàn di chuyển đến một nhà hàng ở thành phố Ninh Bình dùng bữa trưa. Chủ nhà Tràng An 5, nơi phục vụ đoàn khách, cho biết trong hai ngày 28 và 29 tháng 8, nhà hàng đã phục vụ hơn 1.000 khách của công ty. Chủ nhà hàng cho biết đoàn khách của tỷ phú Ấn Độ đặt 6 món ăn chính trong bữa trưa. Để nấu ra được những món ăn này, cần đến 23 loại nguyên liệu và nhiều gia vị khác nhau. Tất cả đều được đưa từ Ấn Độ sang. Các món được nấu và phục vụ kiểu buffet. Hơn 90% các món đoàn đặt ăn đều là thuần chay Ấn Độ. Để nấu các món chay này, phía công ty tổ chức du lịch đã đưa đầu bếp, bếp nướng, các đồ phục vụ đến nhà hàng nấu ăn. Ngoài ra cũng có món thịt gà tẩm bột chiên và cá. Hai món này cho những người không ăn chay. Để phục vụ đoàn khách, nhà hàng đã huy động khoảng 30 người, gồm đầu bếp, lễ tân, phục vụ bàn ăn. Nhà hàng cũng dành 4 tầng rộng hàng nghìn mét vuông để phục vụ. Mỗi tầng bố trí hàng chục bàn ăn, tiếp đón hàng trăm người cùng một lúc. Trước khi đoàn khách đến, đầu bếp Ấn Độ cũng như nhân viên của nhà hàng kiểm tra kỹ lưỡng các món ăn và gia vị kèm theo. Đa phần những vị khách trong đoàn đều là nam giới. Họ đến từ nhiều vùng miền của đất nước Ấn Độ và theo nhiều tôn giáo khác nhau. Vì thế, món ăn cũng được chuẩn bị đa dạng để phục vụ những người đạo Phật ăn thuần chay hay những người theo đạo Hồi và đạo Hindu